Ván thứ hai của trận thứ nhất giữa hai vận động viên Mai Hằng Mỹ Trang của Viễn Thông Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Phương Dung của Tiền Giang trong khuôn khổ vòng loại đồng đội nữ giữa hai đội Viễn Thông Thành phố Hồ Chí Minh và đội Tiền Giang. Tỷ số trận đấu đang là 1-0 tạm nghiêng về Mai Hoàng Mỹ Trang của Viễn Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Của Viễn Thông Thành phố Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi với tỷ số 11-7. Trận đơn thứ nhất trong khuôn khổ vòng loại đồng đội nữ giải các vận động toàn quốc năm 2011 giữa hai đội Viễn Thông Thành phố Hồ Chí Minh và đội Tiền Giang. Mai Hoàng Mỹ Trang của Viễn Thông Thành phố Hồ Chí Minh ra bóng. Tỷ số trận đấu hiện nay đang là 2-0 tạm nghiêng về Mai Hoàng Mỹ Trang. Phương Dung của Tiền Giang ra bóng.
trận đấu Mai Hoàng Lý Trang đã thắng với tỷ số 3-0.